Việt Nam Top News tối nay, bầu cử Mỹ 2020, ông Joe Biden công bố một số nhân sự nội các. Người vô gia cư đối mặt với mùa đông khắc nghiệt và đầy nguy hiểm. Phá rừng lấy gỗ bán cho tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng. Ngư dân trúng lộc biển sau thời gian nghỉ bão, thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Khánh Tường kính chào quý vị đang đến với Việt Nam Top News, chương trình tin tức Việt Nam và thế giới cập nhật nóng nhất trong ngày. Sau đây là những thông tin đáng chú ý được cập nhật trong chương trình 18 giờ tối nay, thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Joe Biden, người được giới truyền thông Mỹ tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, đã công bố một số lựa chọn nhân sự cho nội các mới, gồm các vị trí ngoại trưởng, bộ trưởng an ninh nội địa, cố vấn an ninh quốc gia cùng một số vị trí khác. Các quan chức Mỹ được ông Joe Biden lựa chọn cho các vị trí hàng đầu nội các và Nhà Trắng, gồm ông Antony Blinken giữ chức ngoại trưởng, ông Alejandro Mayorkas giữ chức bộ trưởng an ninh nội địa, bà Arielle Haines là giám đốc tình báo quốc gia, bà Linda Thomas-Greenfield sẽ là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và ông John Kerry là đặc phái viên phụ trách các nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Việc công bố nội các mới chỉ diễn ra một ngày sau khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố cho phép người đứng đầu cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp được bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực cho đội ngũ của ứng cử viên Joe Biden. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định tiếp tục theo đuổi các khiếu nại pháp lý liên quan tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 3 tháng 11. Thưa quý vị, vaccine Sputnik ngừa COVID-19 của Nga sẽ có giá chưa tới 20 đô la Mỹ cho mỗi người trên thị trường quốc tế. Riêng công dân Nga sẽ được tiêm chủng miễn phí. Thông báo được Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga đưa ra hôm qua. Cụ thể, một liều vaccine Sputnik sẽ gồm 2 mũi với giá mỗi mũi chưa tới 10 đô la Mỹ. Theo đó, vaccine của Nga có giá thành rẻ hơn một số hãng dược phẩm phương Tây khác. Như vaccine của Pfizer BioNTech có giá 15,5 euro một mũi tiêm, song lại đắt hơn vaccine của hãng AstraZeneca được bán tại châu Âu với giá khoảng 2,5 euro một mũi tiêm. Nga cũng cho biết công nghệ sản xuất vaccine kiểu mới có thể bảo quản trong tủ lạnh và phân phối dễ dàng hơn, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu từ các thị trường châu Phi và châu Á. Cùng ngày, Liên minh châu Âu thông báo đã đạt thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ về việc cung cấp 160 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mà công ty này đang thử nghiệm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước châu Âu buộc phải tăng các chế tài xử lý người vi phạm các biện pháp phòng dịch nhằm khống chế tốc độ lây nhiễm hiện nay. Tại Pháp, cảnh sát đã phạt một người đàn ông ở vùng Brittany ở Tây Bắc nước này 135 euro do vi phạm lệnh phong tỏa, đồng thời phạt 150 euro vì uống rượu say khi đi ra đường. Theo quy định, tất cả người dân Pháp khi đi ra ngoài đường trong thời gian đang áp đặt lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 đều phải trình giấy phép có lý do chính đáng. Cùng với đó, Đức cũng gia hạn giãn cách tới hết 20 tháng 12. Theo quy định, tụ họp chỉ được tối đa 5 người. Động thái này được đưa ra giữa bối cảnh châu Âu đang vật lộn đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Châu Âu hiện chiếm tới 28% số ca lây nhiễm trên toàn thế giới và 26% số người tử vong. Thưa quý vị, mùa đông bắt đầu gõ cửa Bắc Mỹ. Những túp lều tạm ở Montreal là nơi những người vô gia cư tồn tại qua mùa đông lạnh lẽo này. Khác với mọi năm, ngoài nỗi lo về cái lạnh cắt da cắt thịt, những người vô gia cư năm nay còn tăng thêm nỗi lo dịch bệnh lại bùng phát và dễ dàng lây lan trong điều kiện thời tiết, giá lạnh và điều kiện sống nghèo nàn. Ông Sarkwes đã sống tại khu lều tạm này ở vùng ngoại ô Montreal, Canada từ mùa hè vừa qua. Tình hình vẫn duy trì như vậy cho đến khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn khi mùa đông tới. Tại đây, chúng tôi như người vô hình vì chúng tôi là người vô gia cư. Chúng tôi phải sống trong điều kiện rất khó khăn. Ông Sarkwes là một trong hơn 100 người khác đang dựng lều tại khu vực cao tốc ngoại ô Montreal. Những người này hầu hết là người vô gia cư mới phát sinh khi họ mất công việc, nhà cửa do dịch bệnh. Còn người đàn ông này đã ở đây được 6 năm. Ông tự xây dựng một khu bếp để mọi người có thể đến nấu chung, cũng như quyên góp thức ăn cho cộng đồng người vô gia cư. Ban đầu tôi có một vài chiếc bàn, sau đó chúng tôi được các hội hảo tâm cho tủ lạnh và ghế, thế là có căn bếp chung. Tuy nhiên, cuộc sống của những người vô gia cư như thế này đang gặp nguy hiểm khi mùa đông tới. Khác với mọi năm, họ không chỉ phải chống chọi với cái rét âm độ C mà còn cả nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vì virus sẽ lây truyền mạnh mẽ hơn trong thời tiết lạnh. Mùa Giáng sinh đang đến gần, nhưng đại dịch COVID-19 sẽ khiến cho Giáng sinh 2020 trở nên khác biệt so với trước đây. Một ví dụ điển hình về sự thay đổi này chính là hình ảnh Thánh Nicholas và các phụ tá của mình phát quà cho những trẻ em ngồi trên ô tô để đảm bảo các tiêu chuẩn giãn cách xã hội ở Hà Lan. Hàng chục chiếc ô tô xếp hàng trên đường ở thành phố Aberdeen.
các em nhỏ đang chờ đến lượt để được hát một bài hát cho Thánh Nicholas nghe, đổi lấy một món quà Giáng sinh. Vì lo ngại ảnh hưởng của đại dịch, chính phủ đã kêu gọi mọi người hạn chế tổ chức các lễ kỷ niệm trong gia đình. Bên cạnh đó, các thị trấn và thành phố cũng phải hủy bỏ các lễ hội thu hút đông người. Dịch bệnh không cho phép chúng tôi tổ chức một bữa tiệc trong nhà với tất cả phụ huynh và trẻ em. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn tổ chức bên ngoài để bọn trẻ có thể nhìn thấy Thánh Nicholas. Điều này khiến bọn trẻ vui vẻ. Trong truyền thuyết của Hà Lan, vào dịp cuối năm, Thánh Nicholas sẽ du hành trên một con tàu hơi nước cùng với những phụ tá của mình để tặng quà cho những đứa trẻ hát bài chào mừng khi thấy sự xuất hiện của ông. Thưa quý vị, chương trình xin được tiếp tục với phần tin trong nước. Tại tiểu khu 249 xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, vừa phát hiện có hơn 10 cây bạch tùng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bị đốn hạ, cưa xẻ thành thành phẩm và mang ra khỏi khu rừng tự nhiên Lâm Hà. Hạt kiểm lâm Lâm Hà, Lâm Đồng đã điều tra phát hiện 23 phách gỗ bạch tùng với khối lượng 1,555 mét khối trong vườn nhà của tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng. Rừng tự nhiên tại tiểu khu 249, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, nhìn từ trên cao, phía dưới một con đường mòn do lâm tặc mở để phá rừng được lực lượng chức năng phát hiện. Cách đó không xa, hơn 10 cây gỗ cổ thụ hàng trăm năm tuổi vừa bị đốn hạ. Những phách gỗ xẻ đã bị lâm tặc mang ra khỏi rừng, chỉ còn lại những lớp bìa gỗ ngổn ngang. Bên những gốc cây có chu vi hơn 2 người ôm vẫn còn chảy nhựa. Sau khi phát hiện rừng bị chặt hạ, hạt kiểm lâm Lâm Hà đã khoanh vùng đối tượng tình nghi và phát hiện tại vườn cà phê của ông Nguyễn Văn Tuyến, cách đó không xa, chứa hơn 1,5 mét khối gỗ bạch tùng cùng chủng loại với cây gỗ bị đốn hạ. Ông Tuyến cho biết, số gỗ này được ông mua từ một người cùng thôn. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tuyến là tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà lại có gỗ bạch tùng. Khu vực rừng bị phá thuộc lâm phần rộng 1.240 hectare được tỉnh Lâm Đồng giao cho ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Tuy nhiên, trong sau nhiều năm được giao, hàng trăm hectare rừng đã biến mất và vẫn đang tiếp tục bị tàn phá. Theo quy định thì đối với việc mà khai thác trái phép từ tự nhiên là được sản xuất thì theo quy định thì trên 10 mét khối là phải có vụ án. Thế này trường hợp này chúng tôi sẽ phải có vụ án. Có nghĩa là cái đối tượng rừng này là không được phép khai thác dưới bất kỳ hình thức nào. Đúng không? Điều đáng nói trong hàng trăm hecta rừng biến mất ấy, có nhiều diện tích đã bị chính cán bộ của ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà lấn chiếm, tự ý xây nhà trái phép trên đất rừng, trồng cây nông nghiệp, công nghiệp như cà phê, maca. Nhìn từ trên cao càng thấy rõ hơn những vườn cây công nghiệp đã lấn dần những diện tích rừng tự nhiên. Sau gần 2 tháng nằm bờ do ảnh hưởng của liên tiếp những cơn bão trên biển Đông, ngư dân khắp các tỉnh miền Trung đã có một chuyến biển thành công. Trở về sau một thời gian ngắn đánh bắt, nhiều tàu có thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng. Trở về sau một tuần đi biển, những ngư dân này bắt tay ngay vào việc vận chuyển cá lên bờ để bán cho các thương lái. Do thời gian vừa qua phải nằm bờ tránh bão, không có thu nhập, nhiều ngư dân tỏ ra rất phấn khởi bởi chuyến biển ngắn ngày nhưng đem lại hiệu quả cao. Xong bão thì đi chuyến đầu tiên vừa vào đấy thì được 4-5 tấn cá, lao động mấy người là được 7-8 triệu trong một tuần. Kiếm được giờ trăm, anh em chia khảo rồi cũng kiếm chứ lao động đó là kiếm người được 4-5 triệu. Niềm vui bởi chuyến biển thành công sau gần 2 tháng nằm bờ tránh bão, không chỉ riêng của ngư dân mà còn của cả các thương lái, doanh nghiệp thu mua hải sản. Để giữ nguyên chất lượng, nhiều chủ vựa đã huy động tối đa nhân lực để đưa hải sản đi tiêu thụ, chế biến. Theo kinh nghiệm của ngư dân, cứ sau những ngày mưa bão thì hải sản xuất hiện nhiều, việc đánh bắt cũng hiệu quả hơn. Nhiều chủ tàu cho biết sẽ chỉ nghỉ một vài ngày rồi lại ra khơi nhằm bù lại cho những ngày biển động. Thưa quý vị, bản sắc văn hóa dân tộc. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News 18 giờ hôm nay. Quý vị hãy đón xem để cùng cập nhật những thông tin nóng nhất của Việt Nam Top News vào lúc 12:30 và 18 giờ mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.